đôi gà này để đại ca ăn cho. Khoai sắn. Dạ. Bây giờ tao thấy chúng mày lớn lắm rồi, không còn là trẻ con nữa. Mày thấy đại ca nó đúng không sắn? Em thấy em đã lớn đâu. Em thấy em vừa trẻ con vừa người lớn mà. Thôi, trong mắt tao ấy thì chúng mày lớn hết rồi. Mà đã là người lớn thì chúng mày phải làm việc người lớn như kiểu tao đây này. Làm việc người lớn là làm việc gì hả đại ca? Từ hôm nay đi, tao giao nhiệm vụ cho chúng mày. Thằng Khoai. Dạ. Từ hôm nay đi nhá, mày phải quét nhà cho đại ca. Ơ, thế em được đi chơi hả đại ca? Không, mày à, phải đi lên núi xem có gì ăn thì mang về cho đại ca. Dạ vâng. Sắn, mày lên rừng xem có gì ăn thì mang về nhá. Dạ vâng. Khoai, quét nhà đi. Dạ vâng. Ôi, rừng đẹp quá. Ôi, đói quá, con đi quá. Thôi, nằm nghỉ ở đây một tí. Ôi, đói thế. Ước gì ở đây có đùi gà, mình ăn hết cả 10 cái luôn. Ui, cái gì đây nhở? Ui, đùi gà này. Ui, đây anh có này. Ui, đây anh có 3 cái này. Có phải mình đang mơ không nhở? Không phải mơ, không phải mơ. Thôi, mình ra đây ăn thử một cái nào. Nếu mà mình ăn ngon thì không phải mơ. Thử ăn thế nào. Ui, ngon quá, không phải mơ đâu. Cho em nghỉ nhá. Ờ, mệt thì nghỉ đi. Ui thôi chết, thằng Sắn sao đi lâu ấy nhở? Nó đi cả sáng rồi, giờ vẫn chưa về. Thôi anh em mình đi tìm nó đi. Đi. Sắn ơi. 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 Ở đâu thì nghe đại ca thì ra nhá, đừng làm đại ca sợ. Sắn ơi. Khoai, mày có biết nó hay đi đâu không? Em không biết ạ. Ừ, thế thôi đi tìm tiếp đi. Sắn ơi. Sắn ơi. Sắn ơi. Ui, kia có phải đằng Sắn không nhỉ? Đúng rồi, đằng Sắn rồi. Ơ, đại ca với anh Khoai à? Ờ, mày làm gì mà tao gọi mãi không dậy thế? Lúc nãy em đói, em thấy đùi gà, xong em ăn, xong em no, xong em ngủ mới ngủ. Ui, sao ở đây lại có đùi gà nhỉ? Em không biết. Chắc là ở đây vẫn còn đấy. Thôi anh em mình đi tìm đi. Đi. Ui, ở kia có đùi gà kìa. Ui, ở kia có con gà kìa. Ui. Đây. Ui, con gà to thế. Ui. Thank you.
Gà sướng quá. Ừ, ăn đi. Ui, xúc xanh này để em ăn đây. Ui, đùi gà này để đại ca ăn cho. Ui, trà sữa. Ui, ui. Ui, trà sữa này. Chúng mày ơi, khả năng nhiều thế này anh em mình không ăn được hết đâu. Anh em mình đi gọi ông bà với bố mẹ về đây ăn đi. Dạ vâng. Đi. Đi. Ở đâu đây các con? Ở trong này này. À. Hay, dạo này chúng mày giỏi thế. Sao tìm được chỗ này hay thế? Ôi trời, nhiều thế. Ông bà bố mẹ vào đây ăn nha. Ôi, nhiều thế đẹp thế nhỉ. Đây này, nhiều đường rào lắm. Đây nha, cháu mời bà ăn nha. Bà ăn cho khỏe nha.